Kính chào quý vị và các đồng chí. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin ngày mới của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc quý vị và các đồng chí có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Trong 4 kỹ năng quan trọng của bộ môn tiếng Anh là nghe, nói, đọc, viết, thì có lẽ kỹ năng nghe nói được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, phát âm tiếng Anh chuẩn theo đúng cách nói của người bản địa là một tiêu chí để bạn trẻ Việt Nam hội nhập thế giới. Có một cô giáo tại Hà Nội đã tự nguyện làm các video clip dạy phát âm tiếng Anh miễn phí trên các mạng xã hội và báo điện tử để tri thức có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng. Đây cũng là một chân dung thú vị mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chuyên mục Sống Đẹp ngày hôm nay. Cập nhật các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm để tìm các từ khóa đơn giản, qua đó dạy từ vựng và cách phát âm chuẩn qua mạng xã hội là công việc nhiều tháng nay của Minh Nguyệt, cô giáo được học trò yêu quý gọi là Mun Nguyễn. Chủ đề Nguyệt lựa chọn tuần này là ngày hội giao quân. Các từ khóa như nhập ngũ, quân đội, bộ đội, người yêu nước đã được chọn chuyển sang tiếng Anh. Công nghệ thông tin đã khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Qua thời gian, với những đóng góp của người học trên Internet, Nguyệt đã đầu tư máy đạt chuẩn Full HD để đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, cũng như tự học phần mềm chỉnh sửa ảnh, thêm hiệu ứng, chạy chữ cho người xem dễ theo dõi hơn. Các video dần thu hút hàng chục nghìn người theo dõi và cập nhật hàng ngày. Điều thú vị là lần này trọng âm chính của nó rơi ở âm tiết đầu tiên là mẹ. Như vậy các bạn sẽ đọc trong âm chính to hơn, cao hơn và dài hơn so với những âm tiết còn lại. Khi nói chuyện với lại người nước ngoài thì có hai trường hợp xảy ra. Một là họ không hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì. Thứ hai là họ hiểu sai ý của mình. Thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ rằng là không hiểu là vấn đề của mình là gì. Thì cũng rất là may mắn được theo dõi các clip của cô Moon trên một số các trang thông tin trên mạng. Thì mình thấy rằng là đó là cái vấn đề về việc phát âm. Việc làm của cô Moon rất là có ích cho bản thân tôi và tôi cũng nghĩ rằng là có ích cho rất nhiều bạn trẻ, tại vì là gần như cái việc phát âm tốt thì là mình mới có thể nghe tốt và mình có thể truyền đạt được cái ý của mình cho người khác được. Minh Nguyệt tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và có 2 năm giảng dạy tại trường trung học ở Mỹ với nhiệm vụ giúp cho trẻ em Việt Nam mới sang có thể hòa nhập tốt với môi trường học tập của nước bạn. Nguyệt luôn tâm niệm phát triển tiếng Anh trong cộng đồng, giúp các bạn trẻ trong nước tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế. Thực ra thì thời gian đầu thì mọi người chưa quan tâm nhiều lắm đến những cái video clip mà mình làm. Mọi người bảo là có thể là chỉ hướng dẫn riêng từ thì nó rất là rời rạc, không có nhiều hữu ích. Nhưng sau một thời gian theo dõi thì nó có riêng từng lẻ từng từ, mỗi cái video chỉ khoảng 3 từ thôi. Nhưng mà khi mà nó cộng lại tổ hợp rất nhiều hàng trăm video mà mình đã làm thì mọi người học được rất là nhiều từ và mỗi ngày cứ chỉ khoảng 3 từ thôi. Thì dồn dập lại trong vòng 1 năm thì các bạn học được rất là nhiều. Lớp học trực tiếp có thể chỉnh sửa lỗi sai cho các bạn trẻ Hà Nội, nhưng chính hệ thống video clip miễn phí mới là cầu nối giúp các bạn ở tỉnh xa vẫn được học tập kiến thức này. Với sức lan tỏa nhanh chóng, năm 2017, Minh Nguyệt sẽ tiếp tục làm thêm những video clip dạy phát âm tiếng Anh chuẩn hàng ngày, hướng dẫn từng âm chi tiết cụ thể hơn. Chỉ 3 từ tiếng Anh chuẩn mỗi ngày, nhưng sẽ là hành trang ý nghĩa cho những người nỗ lực nhiều nhất. Trong âm phụ rơi ở âm tiết cuối cùng, time, Valentine. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày mới hôm nay của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.